Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa ngày 2 tháng 6 2022 anh em. Nhằm ngày thứ bữa nay thứ mấy ta? Nay là thứ năm nha. Thì mình lại tiếp tục công việc mà anh em vẫn vẫn thấy mình hay làm. Thực tế mình có rất là nhiều việc anh em. Ví dụ như là đi bảo trì mấy cái hệ thống pin mà mình lắp hồi xưa nè, hoặc là đi lắp pin cho người ta nè. Người ta mua sẵn gì nhưng mà người ta lắp người ta sợ nguy hiểm anh em. Mình lắp pin rồi cho người ta nè. Rồi thì bên mình mấy anh em mình vẫn nhận bảo trì pin nha anh em. Những cái công trình mình lắp hoặc là người ta lắp gì đó, mình bảo trì mình tính ấy nha, tính tính ngày anh em. Ha thì anh em có nhiều pin thì cái tiền mà anh em trả thì nó hơi cao hơn, còn ít pin thì thấp hơn. Giống như đi bằng mướn vậy mọi người. Bảo trì thì nó gồm những cái công đoạn. Hôm nay mình cũng đi mấy công trình nha. Nhiều anh em cũng 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 yêu cầu bọn mình đi bảo trì. Thì dạng pin dù là mình lắp hay là người khác lắp thì mình chỉ cần tới mình xem chừng 5 phút là mình hiểu liền, và bảo trì đơn giản anh em. Đầu tiên là làm cho pin nó sạch ha. Pin mặt trời, nóc nhà chúng ta sạch đẹp. Xịt rửa gì đó thoải mái. Rồi sau đó là bảo trì đường dây ha, CB rồi ha, và coi những cái chỗ tiếp điểm nha. Đó, rồi coi lại inverter chạy lâu ngày nó có bị mất trin nào không. Anh em ví dụ như inverter có 3 trin mà nó mất 2 trin, 1 trin nó vẫn chạy nha mọi người. Đó thì anh em sẽ kêu thợ tới bảo trì. Thì khi mà những dàn pin mà người ta xài lâu vậy á, là cái người lắp người ta không bảo trì cho mình anh em. Chừng nào hư người ta bảo trì, còn đang chạy người ta đâu bảo trì. Thì chỉ có thể mướn những cái đội ha, đội riêng. Thì đó là những cái công việc có thể thời gian tới làm nhiều á. Lúc này anh em lắp pin nhiều lắm và cần cái đội bảo trì. Thôi bây giờ trở lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay ha, là mình tiếp tục gói đèn nha mọi người. Bây giờ chiều còn nhiều đèn lắm, phải tranh thủ nha anh em. Đó thì trước mặt anh em là một cái này là một cái Zinian 1000W nha, chống nước IP67 81000L là 1000W JD Zinian ha. Solarlight thì không quan trọng, quan trọng là JD Zinian nè, hàng chính hãng của hãng Zinian nha. Và anh em anh Lưu Mạnh Tường ở khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Thì anh Tường là cũng là mua hàng cũng lần hai lần gì rồi đó, mà mấy cái kia lần trước hình như anh em anh mua cái kia chứ không phải mua cái này. Thì anh bây giờ anh có nhu cầu chơi cái bự thì mình giới thiệu anh cái này. Thì cái 1000W này là cái lớn nhất mình từng bán nha. Nó là 2.150.000 đó, thì phí ship khoảng đâu đó hơn 100.000 đó chắc chắn rồi, tại vì nó bự quá anh em. Gói xong thì nó nằm khoảng 12, 3, 4 kg gì đó, thì phí ship khoảng hơn trăm chút. Đó thì hơn trăm nhưng mà nói mình đâu biết nói trăm mấy được mọi người, tại vì mình cũng chả biết trăm mấy nữa. Còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ha. Đó thì bây giờ mình nói lại về cấu hình cái này cho anh em nghe nha. Anh em nghe. Thứ nhất là tấm pin này là tấm pin 85W nè, 85W. Đấy. Thứ hai nữa là cái đèn này á, là có 1190 có SMD 5730 ha. 1190 con SMD 5730. Cái thứ ba nữa là bộ pin lưu trữ là 80 mAh. Thì cách đây chắc khoảng tuần lễ mình có làm cái video bung cái đèn này ra anh em. Bung cái đèn này xem ruột gan. Thì nó có 10 viên pin. 10 viên pin, mỗi một viên 8 mAh thì 10 viên là 80 mAh thì đúng rồi. Đó, hôm bữa mình có bung ra rồi mọi người. Mấy anh em có thể xem lại video cũ đó nếu mà anh em quan tâm tới đèn này nha. Coi cho nó biết cấu hình đàng hoàng, đang mua cho nó đúng nha anh em, đừng cho nó ngon ha. Đó thì cái tấm pin là cái cọng dây là rất là to nè. Cọng dây to lắm nha mọi người. Dây sạc to lắm. Rồi, cái bịch tắc kê ốc vít thì nó có nhiều thứ trong đây lắm nha. Rồi, nó đi kèm với một cái này nữa nè. Cái này không biết bằng inox hay là gì, chắc inox quá. Inox anh em, để bắt tấm pin ha. Nhiều anh em không biết bắt cái này đâu, không biết bắt cái này tấm pin đâu. Đó, thì nói chung là không biết bắt thì nghiên cứu mọi người. Mình ngồi mình nghiên cứu lát cũng ra. Nói chung là cái sự gọi là bào chế của mình thì nó rác ra nè. Và cái đèn nó có một tờ giấy hướng dẫn lắp luôn nha. Tờ giấy nằm bị cái đèn đè lên là mình không có mở cho này. Đây thấy không? Tờ giấy thấy không? Đó anh em coi tờ giấy đó cũng có thể biết lắp ha. Đó, và mình nói chung là ngồi chế cũng được mọi người. Ngồi suy nghĩ lát ra ha. Không, cái đó không đáng kể, mình nghĩ là anh em làm được hết không đáng kể. Mình không 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 cần phải nói nhiều cái đó. Rồi đèn này có 5 chế độ sạc ok nè. 1190 led ha. Rồi nó là một cái bảng rất là to nè, thấy không? Chá sâu nè, bằng nhôm mà nguyên khối à.
Đèn rất là hoành tráng ha. Anh em thấy tấm pin với cái đèn mình để là cái bàn không có chỗ chứa luôn á, chứa không hết luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy một cái lấy các em lấy cái thước ra, kéo cái thước ra luôn. Rồi lấy cái thước đo lại cho mọi người xem. Lúc này mình hay đo lắm anh em, tại vì nhiều anh em hỏi kích thước, anh em không có chịu hỏi cấu hình mà đi hỏi kích thước, thì hỏi kích thước cho nên giờ mình đo kích thước luôn. Cấu hình thì nãy đọc rồi, anh em có thể tua video lại để nghe ha. Còn giờ nghe kích thước ha, dài chút nữa. Rồi đó, rồi rồi rồi, thôi thôi. Rồi bây giờ thì tấm pin là 8 tấc 2 nè, 8 tấc 2 nha, chà bá luôn. Rồi ngang là 5 tấc 1 nè, 5 tấc 1 nè. Đây, hôm bữa có anh kia anh vô anh comment mắc cười lắm em, đo pin mà không quay ngay chỗ cái chỗ đo mà đi quay ở đâu không, thì nhiều khi mình tại mắt mình vừa dòm màn hình mà vừa dòm ở bên ngoài mọi người, cho nên là nhiều khi đo nó hơi bị phân tâm chút ha, cho nên là cái ra quay cái camera nó không có phù hợp. Rồi bây giờ tới cái đèn nha. Ngang là 4 tấc 1 nè, dài là 5 tấc 3 nè. Đó, nó bự chà bá luôn, bự hơn miếng gạch men ở nhà mình luôn nha anh em. Ở đèn này thì là cái đèn lớn nhất mà mình từng bán ha. Nó là 1000W của Zindian chuẩn loại 1 nha. Có anh hỏi mình là cái GDT nó có 1000W không, thì kết quả là không. GDT nó chỉ sản xuất 100W, 200W với 300W thôi. Còn cái loại 1 này nó mới tới 1000W và nó rất to, nó rất bự, cũng như là nó vô cùng đẳng cấp nha anh em. Cái đèn này mà anh em treo ở đâu đi nữa mà có ông khách nào tới nhà mà chê là mình đền anh em gấp 10 cái đèn luôn. Không có ai chê nổi cái đèn này đâu anh em. Đó, nhìn cái đèn này là không ai mà có thể mở miệng mà chê được cái đèn này là người đó cũng sao đó, chứ sao mà chê được. Đó, đầu tiên là nhìn tấm pin là biết độ xịn nè. Tấm pin nhìn là biết độ xịn rồi. Thấy không? Rồi, cái mặt trước của đèn này anh em thấy không? Nó thời trang chưa? Còn cái mặt sau thì còn thời trang hơn nữa. Đó, mặt sau là một cái rất là hiện đại ha, nhôm nguyên khối nè. Sơn tĩnh điện bóng ngời luôn nha. Có in dập chữ nổi Zindian nè. Thấy không? Ở dưới đây là chữ nổi nha, còn ở trên đây là chữ chữ sơn nha anh em. Dưới đây mới là chữ nổi nè. Đó, mình đâu có dỡ được nữa tại vì nó nặng lắm mọi người. Dỡ tới đó thôi ha. Rồi bây giờ tiến hành auto. Thì cái này mình test kiểm tra đèn nha anh em. Đó, trước đây mình hay dùng cái từ ngữ là bây giờ mình test đèn. Cái có anh bắt lỗi là test đèn là test độ sáng hay bậy. Mình không phải test độ sáng mà là mình kiểm tra đèn. Hoạt động ok chưa? Sạc ok. Nút này bấm auto ok. On off ok, vậy là kiểm tra đèn xong, để gửi đi được rồi. Chứ mình test đèn á thì không test, tại vì ban ngày mà test gì. Đó, đâu biết sáng nhiêu đâu, nhưng mà cái đèn này là mình kiểm tra độ sáng rồi ha. Kiểm tra độ sáng rồi. Không phải cái đèn này nha anh em, mà là 1000W mình đã kiểm tra độ sáng rồi. Mình kiểm cái này thì 100 cái còn lại nó cũng giống nhau thôi. Cho nên là kiểm cái thôi ha anh em. Chứ mỗi cái mà đều kiểm tra độ sáng vào ban đêm, thời gian đâu làm. Đó, thì nó cũng y gan nhau thôi mọi người. Ánh sáng cũng giống vậy, pin cũng giống vậy, nói chung là giống hết thì nó sáng giống nhau thôi. Có gì đâu, thôi kiểm tra ok. Bây giờ mình sẽ gửi tới cho anh Tường ở Hà Tiên, Kiên Giang ha. Đó, đèn này được đi du lịch Hà Tiên luôn nha anh em. Xin chào anh em ha. Anh em nào đam mê những cái đèn như thế này, liên hệ Zalo 0766874311. Ở trên kênh của mình còn rất là nhiều loại đèn, anh em cứ tha hồ vô kênh miền Tây Solar và kéo lên kéo xuống, kéo qua kéo lại, kéo chừng nào tìm được cái đèn ưng ý vừa túi tiền thì chốt hàng nha anh em, qua Zalo nhắn tin cho mình nha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo.